Nhìn mắt anh trả lời anh đi, nhìn mắt anh trả lời anh đi, liệu em vẫn còn cần anh không? Vì chỉ anh ở trong lòng, liệu còn hay đã mất? Xin anh làm ơn cho em biết lý do vì sao em như vậy. Một đáp án thật giản đơn, chỉ mỗi ba từ thôi, hết yêu rồi. Đầu tiên con đi xin gửi chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày rất là đặc biệt. Ngày 20 tháng 10 là một ngày phụ nữ Việt Nam. Và cái tháng 10 này cũng là một tháng để tôn vinh phụ nữ. Ở đây là hôm nay em với cả quân với cả Sắc Lắp có chuẩn bị đánh đón nha. Chiều dài thì chẳng được cao, nhưng tình yêu của anh đã trao em. Em tính thế nào? Vậy thì đừng để cho anh phải cố. Với những bó hoa rồi thì quân đã sắc lắp chú chúc cho tất cả các chị em phụ nữ sẽ có ngày 20 tháng 10 không thể vui vẻ hơn nữa, không thể ấm áp hơn nữa, và sẽ luôn luôn là bông hoa đẹp nhất của người đàn ông đang đứng bên cạnh mình bây giờ nhé.